hiện tại em thì đang rất là đau họng rồi. Và chúng ta tạm dừng lại trong một vài phút nha. Bây giờ xin mời quý các bạn mình có thể nán lại thời gian này của dầu nhớ sao tan để có thể chụp hình. Hôm qua là tính giờ cho bút điện này mình phải đi ngoài, nhưng mà lúc đó là mọi chuyện đã rồi. Tại vì ưu tiên là để con tan tan học bắt đầu tan học. Nãy giờ thôi. Dạ, tối ngày mai em giờ cũng tốt. Yeah.